Đây là một cái quán bar. Ngày xưa thì tên cái quán này rất là đình đám, tên của nó là Ulip Only One. Ngay lúc này thì có các anh chị thấy họ dán những các cái biển cho thuê nhà, và đồng thời là chủ quán cũng trả lại cái mặt bằng vì kinh doanh nhiều năm nay thì thua lỗ không trụ nổi và phải trả lại mặt bằng. Bây giờ nhiều quán ở đây chuyển đổi công năng, quán thì bán cơm tấm, quán thì chuyển sang cái mô hình siêu thị bán rau củ quả. Đây là góc đề thám cắt với bùi viện. Đó, cô chú anh chị thấy là ở đây lúc này thì không thấy lên nhạc. Rồi các quán này cũng lại dọn dẹp, đóng cửa. Chi phí duy trì những cái mặt bằng này rất là lớn. Tuấn Dương xin kính chào quý cô chú anh chị khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong video tiếp theo vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Tuấn Dương, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và thưa cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Phía kia trước mặt chúng ta sẽ đi về phía khách sạn New World. Thì thưa cô bác anh chị, một cái thông tin cũng khá là quan trọng mà cô bác anh chị nên cập nhật, đó là thành phố Hồ Chí Minh lại mới tạm ra cái quyết định ngưng các cái dịch vụ như là karaoke, massage, quán bar, vũ trường, bởi vì nguy cơ lây lan dịch bệnh theo như cái đề xuất của Sở Y tế. Và trong những ngày qua thì mỗi ngày có khoảng trên 1.000 ca nhiễm Covid, trong đó thì có nhiều ca là chuyển nặng và có nhiều bệnh nhân tử vong. Nên vì cái sức khỏe cũng như là đảm bảo sự an toàn của người dân thì ngày hôm qua là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định là tạm ngưng hoạt động những cái dịch vụ như là karaoke, massage, quán bar, vũ trường, sông hơi, xoa bóp sau đúng một ngày, sau đúng hai ngày có cái quyết định mở cửa trở lại. Thì cái việc tạm ngưng giữa chừng như vậy cũng làm ảnh hưởng tới rất là nhiều những cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những cái cơ sở kinh doanh cái dịch vụ mà người ta vẫn gọi là dịch vụ nhạy cảm như là karaoke, là massage hay là quán bar. Nhiều chủ doanh nghiệp cho biết là họ khi mà nhận được cái thông tin là cho phép hoạt động trở lại thì họ đã đầu tư rồi thuê mướn nhân viên. Bây giờ thành phố lại ra quyết định là tạm ngưng hoạt động thì ít nhiều họ cũng lại gặp khó khăn, mà thường là khó khăn nhiều hơn. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa các cô bác anh chị chúng ta đi một vòng quanh cái khu phố Tây, gọi là khu phố Tây nhưng mà tên gọi chính của nó là con phố Bùi Viện. Đây là góc Nguyễn Thái Học cắt với Trần Hưng Đạo. Tuấn Dương sẽ quẹo phải. Đây, đi vào cái khu phố Tây đây các bạn. Thì đây là một cái quán bar. Ngày xưa thì tên cái quán này rất là đình đám. Tên của nó là Ulip Only One. Ngay lúc này thì có các anh chị thấy họ dán những các cái biển cho thuê nhà, và đồng thời là chủ quán cũng trả lại cái mặt bằng vì kinh doanh nhiều năm nay thì thua lỗ. Tuấn Dương được biết là cái quán này đó lúc trước thì người ta thuê ở khu vực công viên 23 tháng 9. Sau đó khi mà công viên 23 tháng 9 chỉnh trang lại trả mặt bằng thì chủ quán thuê ở cái vị trí rất là đắc địa như vậy. Nhưng khi mà dịch bệnh liên tiếp xảy ra thì chủ quán lại không trụ nổi,
và phải trả lại mặt bằng. Bây giờ nhiều quán ở đây chuyển đổi công năng, quán thì bán cơm tấm, quán thì chuyển sang cái mô hình siêu thị, bán rau củ quả. Đây là góc đề thám, cắt với bùi viện. Đó, cô chú anh chị thấy là ở đây lúc này thì không thấy lên nhạc. Rồi các quán này cũng lại dọn dẹp, đóng cửa. Chi phí duy trì những cái mặt bằng này rất là lớn. Bảo dưỡng, sửa chữa, duy tu, trông coi. Năm nay là một cái năm không mấy thành công với những cái chủ nhà hàng cũng như là những cái người kinh doanh ở con phố Tây Bùi Viện này. Khách nước ngoài thì vẫn chưa có qua được. Khách ở trong nước thì đôi khi cũng có những cái sự e ngại. Đó, mình quan sát thì thấy rất là nhiều biển cho thuê nhà hoặc là cho thuê mặt bằng. Thưa các bác anh chị, theo cái hướng này là chúng ta sẽ đi về giao lộ Bùi Viện, cắt với Cống Quỳnh. Phía trước mặt của các bác anh chị là cái ngôi trường có tên là trường Chu Văn An. Tuấn Dương sẽ quẹo trái đi về phía giao lộ Cống Quỳnh, cắt với Nguyễn Cư Trinh. Hướng này là chúng ta sẽ đi về giao lộ Nguyễn Cư Trinh, cắt với đường Nguyễn Trãi. Theo như quan sát của Tuấn Dương, một số ngày gần đây nhiều dịch vụ trở nên vắng khách hơn, do người dân bắt đầu có cái tâm lý e ngại. Cái số lượng F0 ở Sài Gòn, đặc biệt là những người cách ly tại nhà đang tăng. Hy vọng là những F0 tại nhà hãy tuân thủ đúng theo cái quy định của ngành y tế và điều trị bệnh cho tới khi khỏi bệnh rồi mới ra ngoài, để tránh cái việc lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, với một cái số lượng F0 lớn như vậy, để mà quản lý kiểm soát thì theo như mình nghĩ cũng không hề dễ dàng một chút nào. Và những cái trạm y tế lưu động đó các bạn, là họ đã phải xin cầu cứu các cái bệnh viện. Bởi vì những cái trạm y tế lưu động thì cái năng lực điều trị không thể tốt như là các cái bệnh viện hoặc là bệnh viện dã chiến. Và ngày hôm qua Tuấn Dương cũng đọc báo thì thấy khá là vui mừng khi mà Hà Nội đã bỏ cái lệnh là cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ vùng dịch. Ví dụ như là ở Sài Gòn, giả sử như khi Tuấn Dương đang ở quận 10 thì quận 10 là vùng 1, vùng xanh. Nhưng mà không biết ra Hà Nội thì bị sao. Thì ngày hôm qua đọc báo thì thấy kêu là những người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, về từ Đồng Nai, Bình Dương thì sẽ phải cách ly tại nhà 7 ngày, bất luận là có xét nghiệm âm tính, rồi bất luận là đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc là đã khỏi bệnh Covid. Nhưng mà trước sức ép của dư luận thì Hà Nội đã phải thay đổi cái quy định, theo đó là chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà chứ không phải là cách ly tại nhà. Và chính sách thì nó thay đổi rất là nhanh trong cái tình hình mới này.
Ví dụ như là hai ngày hôm trước thì karaoke còn được kinh doanh, còn ngày hôm nay thì karaoke, massage, rồi vũ trường, sông hơi, xoa bóp là chính thức tạm ngừng hoạt động. Mọi năm thì ở khu vực này người ta hay bán hoa cho cái ngày 20 tháng 11. Năm nay thì học sinh, sinh viên chưa đi học, vẫn còn phải học online. Các trường chưa có mở lại nên theo như quan sát của Tuấn Dương thì cũng thấy cái số lượng hoa mà bán ở hai bên đường gần như là rất hiếm. Hồi nãy mình mới gặp một cái cửa hàng thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái khu vực Hồ Thị Kỷ để quay xem là ở đó có bà con cô bác buôn bán nó ra làm sao, hoa hết năm nay như thế nào. Năm ngoái thì thị trường hoa tươi 20 tháng 11 đã vắng rồi, năm nay thì không biết đông hay là vắng. Đây đây đang là ngã 6 Cộng Hòa. Tuấn Dương sẽ đi vào đường Hùng Vương. Nó còn có một cái lối nữa là chúng ta đi vào từ Hồ Thị Kỷ phía tiếp giáp với đường Lý Thái Tổ, nhưng mà mình sẽ đi vào cái khu bán sỉ chợ hoa này. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải vào đường Trần Bình Trọng để xem thị trường hoa sỉ năm nay ở khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ ra sao. Wow, không khí cũng khá trầm lắng các bạn ơi. Cái khúc này là chuyên bán hoa sỉ. Theo như mình thấy thì chợ hoa khá là trầm lắng. Này cũng có một số ít các cái cửa hàng bán hoa hồng, hoa lây ơn. Cũng vắng quá cô bác ơi. Không có sung như mọi năm. Cũng lác đác có những cái hộ buôn bán. Đó. Hoa thì cũng vẫn như mọi ngày thôi chứ không, cái khúc bán sỉ này thì không có đông. Không biết là lát xíu ra cái khu bán lẻ thì sẽ ra sao. Đây mình sẽ quẹo thử đây.
Đây, bà con đi chợ mua bông ngày 20 tháng 11 đây. Tiến tới đi chị gái. Dạ, em mới đi được. À, cũng có 2-3 chiếc xe kẹt cứng. Mùi hoa tươi, phấn hoa tươi khá thơm. Đây, chúng ta sẽ đi thử một vòng ra phía bên ngoài. Wow. Như vậy, theo như quan sát của mình thì chợ hoa hôm nay, năm nay cũng khá là trầm lắng. Đây, chúng ta sẽ đi ra tới khu vực đầu phố rồi quay lại nhé các bạn. Đó, ba chiếc xe kín hết cả đường. Đây là khúc ngoài này là đây, chúng ta sẽ đi ra tới tận Lý Thái Tổ coi sao. Ở đây cũng có một vài những cái cửa hàng đang bó hoa cho khách. Ở bên đây thì cũng có một cửa hàng hoa này. Đấy, người ta đã bó sẵn rồi để ai mua bó nào thì lựa bó đó. Rồi, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi vào khu phố Hồ Thị Kỷ. Năm nay thì hoa cũng có bán nhưng mà không có nhiều. Nhìn chung thì theo như mình thấy là khá vắng. Lác đác thì cũng có người đi mua hoa. Nhưng mà thị trường hoa tươi năm nay không có sôi động như nhiều năm.
Đây, người bán hoa này không biết đi đâu ta. Chị ơi, mua cái bịch chưa? Cái lá này, bịch lá này chị ơi, lấy một bịch lá này. Dạ. Lá này nhiêu tiền một bịch này? Lá đó hả? Vâng. Dạ. Anh lấy mấy bịch? Một bịch ạ, lấy. Anh lấy tới tới mà có lá gì đấy, lá nho với lá gì ta? Đây đúng không? Ủa? Cộng hay là bịch? Vâng, vâng, chị hỏi thử đi xem nào. Với hỏi cái này nữa này. Rồi, hỏi đi, hỏi. Biết rồi gì, rồi ok. Đấy đi ạ. Wow, chứ không phải bán cộng mà. Cái đó là nguyên bịch à? Ờ, 120 thì xài không có hết. Thôi rồi, cho em gửi lại đi ạ. Thôi rồi. À, lối này thì chúng ta sẽ đi vào khu ẩm thực. Thấy rồi, khu chợ này khá điều hưu cô bác ạ. Cái khu bán thực phẩm thì còn thấy có khách, còn khu bán bông thì thấy khá vắng. Đây là khu vực buổi tối rất đông. Các cái quán bán đồ ăn. Các quán bán đồ ăn nhanh. Đây, chúng ta sẽ quẹo trái đi ra đường Lê Hồng Phong.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi về đường Vĩnh Viễn, quận 10. Tuấn Dương sẽ tạm dừng video clip này tại đây. Thực ra thì cũng muốn đi qua để quay cảnh chợ hoa, nhưng mà khi đi tới nơi thì chợ hoa khá vắng. Số lượng người mua không có nhiều. Năm nay vì cái lý do là các quán các cái trường học năm nay vì lý do là học sinh sinh viên rồi các trường chưa có hoạt động trở lại, nên là cái thị trường hoa bỗng dừng rơi vào cảnh trầm lắng. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo.